Tây Nguyên này. Mình đi nhiều rồi. Và bây giờ đi nhiều kính quá thành anh chẳng nhớ. Có cái gì trên mặt kính nhé. Chú ý đẹp quá. Ngồi ngắm cái mặt em. Bố con nhỉ? Bỏ mũ ra thôi. Để dán ra tối. Bỏ mũ ra. Lại. Tối mà. Cầm mũ rồi. Từ từ đi, từ từ Quế ơi. Nếu mà người đi bớt đi đã, còn vừa. Còn gì nó cứ gọi đi. Sớm mà. Người ta chụp đoàn là. Đi tới luôn, đi tới luôn, quay lại không được, quay lại không được. Đi tới luôn, mình đi vòng lối bên kia qua, đi qua hướng hồ vô cực á, đúng rồi. Đi qua hướng hồ vô cực mình đi ra. Ủa rồi, gửi hai mấy đi. Đi tới rồi, em đi sau cùng á. Có hai con nó mới đi chở ra. Không thấy ai đó. Đúng rồi, nãy giờ khúc này vô không à? Đi qua đây. Đi lên. Có rồi về hàng nữa đâu. Thôi đi đi, cứ di chuyển từ từ đi đi. Ở dưới đó có cá này à. Ở dưới đẹp hơn mà sang đi trên đấy. Đi hết đường hả? Không rồi chở ra hả? Đúng rồi, đi vòng luôn, một vòng luôn. Đi dưới đẹp hơn sang đi trên đấy. Em đi vòng đúng. Mới chụp cho, hả? Ở Lâm Đồng. Thôi đi rồi em được. Cái này là hôm nay chụp hình phải đứng dưới này rồi. Xong lên trên kia chụp trên kia. Vào đi.
dân sẽ có chứ du lịch không có chứ. Có xe chứ không em? Thank you.
nắng mưa nhỉ, đấy bây giờ nó tạnh. Chị ở chỗ mình đi lúc bây giờ ở thành phố thì lại nắng nhỉ. Sorry. Chơi nha.
Đi vòng đây vòng qua chị thôi, chị thôi, em có khăn giấy có khăn giấy, có giấy để mua. Ừ được à ta, anh Khanh. Ủa anh quay hả? Cái gì cái vậy? Nào. Cái tím tím nè, bay cây bông tím tím đó đó. À cái hoa sim á. Hoa sim hả? Đúng rồi. Mui ngoài mình, giống cái mui của mình. Đúng rồi, hoa sim. Con nãy giờ anh Thanh đứng chụp hình không, tụi mình cho anh Thanh mới trẻ á. Đi sao rồi. Cái máy của ông chụp hình đẹp lắm. Xuất sắc. Đi gì đi không nổi cho con.
Rồi tới trước ra luôn, tới trước ra luôn. Lấy hình hả? Ok lấy đi chị, lấy đi. Ok lấy đi, lấy em đợi nha, lấy đi. Lấy hình, đang chờ lấy hình cái.